gọi thằng Quang ra đây trả tiền tao, mày là người yêu nó mày có biết gì à? Hôm nay mà đéo trả tiền tao nhá, tao độc mẹ quán này luôn. Anh ơi anh đừng ạ. Anh ơi bây giờ em bảo rồi, anh cứ đi về đi, một hai hôm nữa thì em điện cho thằng đấy rồi anh xuống anh lấy tiền của nó, bởi vì bây giờ người yêu em cũng không có tội lỗi gì, người yêu em cũng chỉ là yêu nó thôi chứ không phải là vợ hay là gì cả. Có người bảo với anh là thuê nhà thuê xe này nọ, em đang rất cần câu trả lời của anh. Trời ơi, hôm qua anh đã nói hết cho em rồi mà anh cũng có biết cái gì đâu. Tao mày nghe này, cứ thế để tao có hai tháng qua mà mày thuê nhà thuê xe của nó rồi. Là hai đứa chúng nó cũng có chuyện thư rồi. Được chưa? Và mày chấp nhận sự thật thế, mày chấp nhận sự thật của mày đi. Bây giờ mày đang giả bây nữa. Tao chưa hiểu một cái chuyện gì cả, bây giờ chúng mày... Mày lại nói chuyện gì không? Mẹ mà tao gọi hai chúng nó đến đây nhá. Vừa đấy thì anh gọi cho hai cái ông ấy ra đây rồi. Lát nữa là hai cái ông ấy xuống đây một cái là anh em mình dẫn vào quán thư để nói cho Thư hiểu luôn. Bây giờ chỉ còn cách là bảo hai ông ấy vào quán thư để cho hai ông ấy nói chuyện cho Thư hiểu thôi. Thư mới tin. Chứ bây giờ hôm qua là anh đến anh nói chuyện đây Thư không tin hiểu chưa? Rồi hôm qua anh nói cho Thư. Anh ơi, anh ơi, đây đây đây. Anh vào đây anh ạ. Hello anh. Sao đây? Anh ơi, bọn anh có phải là cái chỗ mà Quang vay tiền bọn anh để thuê nhà thuê xe để không bàn ông anh? Em là bạn của Quang anh ạ. Đúng rồi. Thì em bảo bây giờ là em cũng đang muốn tính nhờ các anh là như này. Thì thằng Quang ấy thật sự là nó không có tiền đâu. Em chơi nó từ lâu rồi em cũng biết. Với cả là nó đang tán tỉnh với cả là cưa cẩm người yêu của em. Còn đấy là con người yêu của em. Nó đang phá thôi. Thì các anh xem thế nào, các anh giúp đỡ em là đến nói chuyện sự thật mà cái chuyện hôm qua mà nó vay tiền một anh không trả. Thì anh đến anh nói cho em để cho một người yêu em đỡ tin tưởng nó. Thứ nhất là như thế, cái hai là để anh đòi lại được tiền. Bởi vì bây giờ mà anh không gặp người yêu em thì chắc chắn là nó không đặt tiền với anh đâu. Đúng rồi anh ạ. Ừ đúng rồi, tao muốn tìm thằng nhà con người yêu nó để đây, nói luôn. Em đứng lên quán người yêu nó đây luôn. Đây luôn à? Thì em bảo bây giờ anh bảo anh nói sự thật cho con người yêu em nó hiểu luôn. Bởi vì là cái thằng đấy nó không có tiền đâu. Anh mà không đến nói thì là nó không phải nó giả đâu. Thì nó thuê là bên anh mấy ngày rồi anh? Nửa tháng rồi nó trả tiền đâu. Thế là nhà nó thuê à? Nhà thuê cả xe luôn. Thuê cả xe đây là nhà của bên anh ạ. Đúng rồi ấy. Thế thì bây giờ bên anh vào anh nói chuyện luôn anh ạ. Không có gì thì em sẽ giúp anh rồi. Đây, anh hiểu nó ở đây luôn không? Vâng, trong đây anh ạ. Thì anh bảo anh xem anh nói chuyện đi anh ạ. Đấy, anh vào anh nói chuyện đi. Anh làm gì anh? Đây, hôm nay anh bảo, đây là hôm qua anh nói chuyện với em ấy. Thì anh ấy bảo em là về sự thật là Quang hay là thật sự nó không có tiền đâu, nó chỉ là thuê nhà thuê xe thôi. Thì hôm nay là anh cũng gọi điện cho hai cái anh hôm qua đây, hai anh hôm qua anh ấy ra đây luôn thì anh. Lúc nào anh đến anh cũng mở mồm anh bảo là anh Quang anh không bạc. Anh không đổ lỗi như nó đâu đấy, em cứ hỏi hai ngày biết. Hai ngày là cho chính hai anh này là cho nó thuê nhà thuê xe đây. Anh hỏi em cứ hỏi thử không biết. Không phải không anh đúng là rồi. Cho Quang thuê nhà thuê xe. Đúng rồi, nó thuê nhà thuê xe ở chỗ anh mà. Đấy, thì ra trong đây nó nở đầy chứ không biết. Không chuyện như thế nào hả anh? Nó thuê nhà thuê xe được nửa tháng nay rồi, nó chịu trả tiền đâu. Hôm qua anh dù ra bắt được. Thế thuê chưa? Nhà thuê xe em hôm thấy qua, anh Quang hôm thuê nhà thuê xe chứ làm gì có tiền đâu. Mà anh Quang anh bảo là nhà anh nhiều tiền mà em thấy vào nhà cũng khá rẻ mà đâu bên đâu. Dạo cái điều gì thuê nhà thuê xe nửa tháng nay rồi chưa chịu trả tiền. Không bạc thôi, làm gì có cái gì. Bây giờ gọi bắt nó ra đây để trả tiền cho các anh luôn. Chứ bây giờ như này không được đâu. Nhưng mà tất cả mọi điều anh nói là thật không? Bây giờ gọi ra nói chuyện với các anh thì bị hiểu ngay vấn đề. Chứ đây là hôm qua là anh nhìn thấy hai anh này tóm thằng Quang thì là anh nói với em như thế, em không tin anh. Sao em cứ phải cố chấp như thế nhở? Trong khi đó thằng Quang nó đâu có tốt đẹp gì với em đâu. Nó thuê nhà tôi xe, cái nhà đấy là nhà của các anh luôn đúng không? Nhà của các anh luôn. Thấy chưa? Nhà đấy là nhà của anh Quang hả? Làm gì phải, anh nhà nó thuê anh luôn. Nhà thuê rồi. Nhà thanh niên thuê, thuê nhà thuê xe nó luôn. Ôi ôi, thuê nhà thuê xe phong bạc chịu thanh niên này. Nói như thế mà chỉ không tin nó được. Bây giờ em gọi điện cho nó ra đây nói chuyện với anh luôn đi, xong giải quyết. Mà anh Quang là có khi anh đang bận đấy. Bận gì đấy. Thằng đấy chắc bây giờ nó đang trốn đây chị ạ. Gọi nó ra đây luôn, chắc thằng ấy đang trốn thôi, thằng ấy. Không phải trốn đâu anh ạ, nhưng mà bây giờ anh Quang người yêu anh đang chắc là đang bận, đang đi làm. Em đừng có bênh nó. Gọi ra đây. Đấy, đừng, mấy anh ấy nói như này em còn tin, em còn bênh nó làm cái gì nữa. Bênh nó làm gì nữa. Em chẳng bênh cái gì cả. Đấy, em cứ cố chấp làm cái gì, anh bảo em rồi. Mẹ mày nữa. Gọi thằng Quang ra đây trả tiền tao, mày là người yêu nó mày có biết gì à. Hôm nay mà đéo trả tiền tao nhá, tao độc mẹ quán này luôn. Anh ơi anh đừng ạ. Anh ơi bây giờ em bảo rồi anh
cứ đi về đi, một hai hôm nữa thì em điện cho thằng đấy rồi anh xuống anh lấy tiền của nó, bởi vì bây giờ người yêu em cũng không có tội lỗi gì, người yêu em cũng chỉ là yêu nó thôi chứ không phải là vợ hay là gì cả. Đúng rồi, mày là người yêu nó mà mày không biết gì về nó à mày? Ừ, anh ạ, à, thôi anh cứ đi về đi. Mày không tìm hiểu về bản thân nó à? Đó. Anh cứ đi về đi. Hôm nay nhá phải trả tiền cho tao luôn, không tao đập quán này luôn. Ừ anh ạ, à, bây giờ tại vì là người yêu của em nó chỉ là người yêu thôi chứ không phải là vợ, với cả là cũng chưa cưới nhau ấy, thì là để em xem em tìm được thằng đấy nó trốn ở đâu thì em gọi điện cho anh. Và anh bảo anh cứ đi về đi một hai hôm nữa thì em cứ đi về. Anh bảo nó bán anh trả tiền mà anh cứ đi về đi. Anh cứ đi về đi. Bây giờ quán này quán người yêu em làm ăn đi. Anh cứ đi về đi anh ạ. Anh cứ đi về đi. Thôi anh cứ đi về đi. Để cô em bảo nó xuống. Rồi bây giờ chị thấy chưa? Bây giờ người ta đang đòi nó kìa. Bây giờ em thấy chưa? Trước đưa người ta đánh anh bảo em rồi, anh không tin anh. Anh đừng có nói nhiều nữa, tôi gọi anh qua đây. Chị gọi. Em gọi thử ra đi. Gọi ra đi ngay. Đấy. Anh bảo em rồi, là thằng đấy nó làm gì có tiền đâu, chỉ thuê nhà không bạc thôi. Làm gì có tiền đâu. Thuê nhà không bạc nhờ... Em gọi đây anh. Anh đang ở đâu ấy? Bây giờ anh về quán em đi, em có chuyện muốn nói với anh. Vâng. Anh về luôn nhau, em đang ở quán đây. Vâng. Đấy bây giờ nhá. Chuyện của anh Quang ấy, từ từ tôi sẽ hỏi ra ra nhẽ. Dạ nhé, thì bây giờ em bênh nó làm cái gì? Đúng, giờ chị không bênh được nó à? Người ta làm như thế. Bây giờ nhá, em đến đây. Em bây giờ nó ở đây, nó đến, bây giờ em nói chuyện với nó. Còn anh vào kia, anh nghe là em xem là nó cãi gì. Nếu mà nó cãi nhá, anh gọi hai ông đến nói chuyện với nó luôn để xem nó có dám cãi không. Em đừng mà em tin nó. Hôm nay em chấp nhận sự thật đi. Em đợi nó đi. Rồi anh muốn nghe thì anh cứ vào nhà đi. Tôi sẽ nói chuyện với anh Quang. Đi vào, lát nữa xem là nó không cãi không. Kiểu gì nát nữa kiểu gì thì kiểu gì nó cũng chẳng cãi, bảo là anh là nát nữa, nếu mà nó cãi thì gọi cả hai ông kia đến này xem nó có dám cãi không. Đúng rồi, đây thì đợi tí ở đây để đợi tí xem là nát nữa nó đến xem nó dám cãi không. Cãi thì lát nữa anh em mình gọi cho hai ông ấy ra để nói chuyện với thằng đấy luôn. Đúng rồi, xem nó dám cãi không. Cãi làm sao được, hôm nay Thư chắc chắn biết bùa thật các bạn ạ. Để xem là Thư hôm nay cho thằng kia một bài học này, mình có cơ hội mình bên Thư rồi anh em ạ. Nó đến rồi anh em, thằng Quang nó đến rồi. Thế này xem lát nữa xem là mẹ nó có cãi gì không. Anh vào đây. Sao đây không? Anh mới cắt tóc ngoài kia xong gọi đi chuyện gì mà gọi gấp. Anh bận thế à? Anh mới đi cắt tóc ngoài kia thì bây giờ anh thấy em gọi gấp. Thế bây giờ em muốn hỏi chuyện với anh. Tất cả mọi chuyện nó qua như thế nào? Sao? Có người bảo với anh là thuê nhà thuê xe này nọ. Em đang rất cần câu trả lời của anh. Giời ơi, hôm qua anh đã nói hết cho em rồi mà anh cũng có biết cái gì đâu. Bây giờ anh có muốn khai thành thật không? Anh nói thật mà. Em phải tin anh chứ, hôm qua tất cả mọi chuyện anh đã nói giải thích cho em hiểu hết rồi mà sao bây giờ em vẫn hỏi anh. Nghe như nào, lát nữa ra người ta đang ngồi đến tận quái em này. Nói thẳng mặt tôi luôn. Hai cái thằng hôm qua bảo đánh anh ấy, nó bảo là đến đây nó vừa bảo với em là anh nợ tiền nó thuê nhà thuê xe. Tiền thuê nhà thuê xe anh chưa trả nó, còn nhà với xe của anh bây giờ là như thế nào. Nhưng bây giờ vẫn còn cãi. Anh khổ quá thì anh hỏi em à. Để xem tình hình nào, lát nữa em hỏi ra xem. Ai như thế nào mà em lại bảo có hai thằng nào đánh anh xong đến đây bảo. Thế tại sao mà tự nhiên người ta đến đây? Người ta vừa đến đây xong vừa nói chuyện với em xong. Còn ra em là không trả là họ đập cả quán luôn. Thế bây giờ này vẫn cãi. Chuyện của anh bây giờ liên quan ra đến em rồi. Anh chưa thế nào? Khổ quá, anh không biết phải trình bày nào như em. Nhưng hôm qua anh đã giải thích cho em hiểu rồi. Mà anh cũng không biết là hai người nào. Anh cũng bị làm sao đâu, anh cũng bị đánh. Ai đánh đâu mà tự nhiên là bảo là hai thằng nào đến đây. Bây giờ em chỉ cần đến bây giờ vẫn còn cãi. Cái chuyện này tôi đã hiểu cái gì. Anh thật lòng với em mà anh. Tất cả những gì anh biết, những gì anh làm, anh trả lời thật cho em. Để xem biết rồi mà tại sao em nghi ngờ anh như vậy nhỉ? Tại sao người ta nói như thế? Hay người ta thù hằn anh cái gì hay sao người ta nói như thế? Bây giờ phải có lửa thì mới có khói chứ. Bây giờ anh nói thật với em rằng là anh một người làm ăn đàng hoàng chính đáng. Chắc người ta nghĩ là mình có tiền hay như thế nào, người ta ghen tị hay người ta đến pha đám quán em, hay là nói em nọ nói kia về bản thân anh, nói xấu về anh. Anh còn không biết như thế nào, ở ngoài kia đầy người ta nói xấu về anh đây. Nhưng mà bây giờ em vì một hai người đến người ta nói, mà em chưa biết đầu đuôi sự tình như nào em lại nói anh như vậy. Hôm qua anh đã giải thích cho em hiểu hết mọi thứ rồi, mà em vẫn không chịu hiểu được. Còn đến hiện tại bây giờ thì người ta nói như thế rồi em vẫn lung lay. Em vẫn không biết là đâu là sự thật, đâu là giả. Nên là khi nào mà anh cho em một câu trả lời thật thì em mới tin tưởng được. Còn bây giờ em không thể tin tưởng được anh được. Anh đã trả lời hết tất cả cho em. Bây giờ Thư không tin tưởng nó rồi. Bây giờ Thư đang bảo em không tin tưởng nó anh em ạ. Hay là em không tin anh, hay là em như thế nào? Không phải là em không tin anh, nhưng bây giờ người ta đến tận quán em là đang nói chuyện rồi. Như thế này thì không tin không được. Thật luôn là chắc nào. Bây giờ em chỉ cần anh thật với em. Yêu em, yêu em thật lòng thì anh yêu em thật lòng. Tất cả những gì anh làm với em, anh yêu em, tất cả những gì anh chứng minh với em là thật.
anh không có làm một cái điều gì sai trái cả. Em đừng tin những người thôi thôi thôi, mày đừng có khai nữa. Mày cãi cái gì nữa thôi, mày chấp nhận sự thật đi. Mày đã tẩy bộ mặt thật của mày ra đi. Mày đừng có cãi nữa. Thôi cái gì, ý mẹ hồn nào. Tao mày nghe này, từ đây tao có hai cái tháng qua mà mày thuê nhà tôi xe của nó rồi. Là hai cái tụi nó cũng nói chuyện vui rồi. Được chưa? Mà mày ấy, mày chấp nhận sự thật đi, mày chấp nhận sự thật của mày đi. Bây giờ mày đừng có tao chưa hiểu một cái chuyện gì cả. Bây giờ chúng mày mày là tao hiểu gì không? Mẹ là tao gọi hai con đến đây nhá. Tao chưa hiểu một chuyện gì cả nhưng mà mày không hiểu đúng không? Tao không hiểu đây nhá. Gọi luôn là đến đây. Nhưng mà bây giờ anh hỏi em là ấy, tự nhiên nó đến. Này, kia nó đến đây xong nó bảo không có lửa ra nó có quái thì mẹ bây giờ mày còn cãi lỏa thư em chi nó làm gì nữa. Hôm qua anh đã bảo với em rồi. Đừng tin. Mày phải là hai ông đi ra đây. Sao luôn anh? Mình là mày nhá, tao gọi hai thì nó ra đây để xem là mặt mày ấy giả tạo đến đâu nhá. Mày cứ gọi ra, còn anh không biết là chuyện sự tình như thế nào đấy. Lo nói chuyện thứ rồi, chứ không phải là bây giờ ấy. Nào rồi thì mày cứ nghe không? Ủa qua em phải nghe anh nói. Bây giờ anh nói thật với tôi, là anh về đi. Anh phải gặp với em, nhưng mà bây giờ em phải nghe anh nói nữa ta. Giả tạo làm gì nữa? Hả? À? Hôm qua anh đã bảo với em rồi. Mày là tẩy cái bộ mặt thật của mày đi, mày đừng cố cãi nữa. Tao gọi cho ai chúng nó ra đây nhá, để nói thẳng với mày luôn, để xem mày có cãi được không. Mày gọi luôn em ạ. Bây giờ thôi, anh đi về đi. Giờ anh về anh tìm cho tôi chứng cứ mà anh là anh sai. Anh đúng ấy. Thế sao mà tìm? Mẹ mặt nói gì hết, đừng em tin ra đi. Tao hỏi em là đợi gì? Tao bên anh cũng sẽ chết đứng. Anh đi về đi, em không muốn nghe gì nữa đâu. Alo, em ở đây, có gì anh về xong anh. Mày đi về đi. Anh đi về đi. Anh sẽ về tìm chứng cứ cho em hiểu. Còn anh mày đi, anh về thôi. Còn mày không phải gọi ai hết. Tao sẽ tìm chứng cứ cho em hiểu. Bây giờ anh đi là em đang... Mày đứng ở đây. Mày đứng đi đâu? Em đang... Mày đứng ở đây, mày đứng ở đây, mày đứng ở đâu? Mày về, tao sẽ về tìm chứng cứ cho ngươi hiểu. Mày đứng ở đây. Thôi kệ nó về đi. Đừng có cãi nhau, bán tôi nữa. Bây giờ em thấy chưa, anh bảo em rồi. Nó đang có bao uống nhờ, tại sao mà ấy, nó mà không sai, làm sao nó phải như thế. Em tin chưa, em nghĩ ra điều sai chưa. Anh bảo em rồi mà, nó chỉ là như thế thôi. Chứ làm gì nó có cái tiền mang gì đâu, nó chỉ là phong bạc thôi. Làm gì nó có tiền. Nó có tiền mà nó còn nói với em như thế à? Tôi sẽ xác thực lại mọi chuyện. Xác thực cái gì? Em cứ tin anh đi, sau này ấy, em bố lặn thôi. Em cứ tin nó, sau này ấy, em biết cái mặt thật là nó như nào. Sự thật là anh đây rồi, chứ xác thực cái gì nữa. Người này nó như họ tôi. Nó lù lù kìa. Sự thật ở đây rồi, chứ còn tìm cái gì nữa. Tôi sẽ kiểm chứng và tôi sẽ xem. Kiểm chứng em thoải mái, em thích như nào em cũng chiều em được chưa. Thôi bây giờ anh thằng Dũng về đi. Tôi không muốn nhìn thấy ai đâu để tôi. Rồi bây giờ em bênh nó, bênh mãi sao được. Rồi xong này em hối hận thôi. Anh bảo em không nghe. Nó chỉ là phong bạc, thuê tiền, thuê xe, thuê nhà, thuê cửa thôi. Làm gì có cái gì đâu. Em đéo có tiền, mẹ không phải nghe rồi đó. Bây giờ anh thằng Dũng về đi, để tôi đi một mình đi. Ôi anh đi về mày đây, chị mày đi. Mày đi ở đây với chị mày đi, không qua được đến đây. Đi về. Đi về đây. Giờ còn bênh bênh nó với đừng bênh nó. Bây giờ rồi á, bộ mặt thật thằng kiểu gì, chị Tư chị về chị trách thằng kia mà. Sau này xem là chị Tư chị làm gì.